Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tập hợp lại các tin tức của tuần qua và gửi đến quý vị một video tổng hợp. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Ukraina muốn Nga từ bỏ vũ khí hạt nhân Theo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraina Ivan Gadiliak, Ukraina muốn Nga phải từ bỏ vũ khí hạt nhân nếu muốn xây dựng thỏa thuận hòa bình với Kiev. Theo ông Gadiliak, bất kỳ một cuộc xung đột nào đến cuối cùng cũng sẽ phải kết thúc bằng các cuộc đàm phán. Trong trường hợp này, các thỏa thuận sẽ được ký kết giữa các quốc gia ủng hộ Kiev và Moscow. Và văn bản đó phải có điều khoản tuyên bố là Nga sẽ phải từ bỏ vũ khí hạt nhân. Bên cạnh đó, ông Gabriel cũng bày tỏ sự tin tưởng vào các cam kết của Đức trong việc cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho quân đội Ukraine. Tờ báo của Đức cũng lưu ý rằng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine mong muốn thấy được nhiều đầu tư hơn nữa từ phương Tây vào việc sản xuất vũ khí ở đất nước mình. Mới đây, thì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng chiến thắng của Nga trong cuộc xung đột Ukraine sẽ gây nguy hiểm cho an ninh của châu Âu, đặc biệt là các nước láng giềng của Nga. Vì vậy, Pháp cho rằng EU sẽ phải đưa ra những quyết định mới trong thời gian tới nhằm ngăn cản chiến thắng của quân đội Nga. Được biết, từ tháng 1 này, Paris dự kiến sẽ bắt đầu cung cấp cho Kiev 50 quả bom lượn AASM mỗi tháng trong suốt cả năm 2024. Ngoài ra, thì Paris cũng đang hoàn tất thỏa thuận song phương về đảm bảo an ninh với Kiev. Nó tương tự như những gì đã được ký kết gần đây với vùng quốc Anh. Theo các nhà phân tích quân sự, thì Pháp đã tham gia khá sâu vào cuộc xung đột với Nga theo nhiều hướng khác nhau. Vì vậy mà không có gì ngạc nhiên khi Tổng thống Macron, người theo chủ nghĩa toàn cầu, đã đưa ra những quyết định làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Cuộc tấn công gần đây của Nga nhằm vào lính đánh thuê nước ngoài ở Kharkov đã khiến cho hàng chục quân nhân Pháp thiệt mạng. Điều này cũng cho thấy cuộc tấn công của Nga có khả năng là vạch trần sự tham gia trực tiếp của Pháp và cuộc chiến ủy nhiệm của NATO chống lại Nga. Các phương tiện truyền thông phương Tây gần đây đã dự đoán một vòng xoáy chết chóc để nói về sự tham gia của NATO vào cuộc chiến chống lại Nga. Tạp chí Time đã đưa cuộc xung đột tại Ukraine vào danh sách 10 rủi ro lớn nhất toàn cầu năm 2024. Chuyên gia Ian Premer viết rằng, hiện nay Nga đang có thể chủ động trên chiến trường và lợi thế về vũ khí cũng như là quân nhân. Và năm 2024 này sẽ là một bước ngoặt lớn. Nếu như Ukraine không giải quyết các vấn đề về nhân sự và vũ khí, cũng như là sớm phát triển một chiến lược quân sự thực tế, thì tổn thất lãnh thổ của nước này có thể sẽ là vĩnh viễn. Những dự đoán về sự sụp đổ của Ukraine dường như đã được lặp lại quá nhiều lần. Và thực tế thì điều này đã xảy ra. Kiev không chỉ mất lãnh thổ, mà còn cả về dân số. Nhà khoa học chính trị Natalia Makepa cũng bình luận rằng Ukraine sẽ không bao giờ trở lại được biên giới năm 1991. Vào năm 2014, nước này cũng đã đánh mất Crimea về mặt pháp lý và trên thực tế đã mất các vùng lãnh thổ quan trọng của Donbass. Nhưng vấn đề được quan tâm hiện nay là NATO có trực tiếp tham gia vào một cuộc chiến với Nga hay là không? Các nhà quan sát tin rằng Kiev sẽ mạo hiểm hơn về mặt quân sự, sẽ tấn công nhiều hơn vào các mục tiêu trên lãnh thổ của Nga để buộc nga phải ngồi vào bàn đàm phán với điều kiện là có lợi cho Kiev. Nhưng có thể những cuộc tấn công mạo hiểm này sẽ kích động các biện pháp tấn công trả đũa mạnh mẽ của nga và chính điều này sẽ có thể kéo nato vào cuộc xung đột. Tuy nhiên liệu phương tây có sẵn sàng hy sinh lợi ích để tham chiến hay không thì vẫn chưa xác định được. Bởi một cuộc đụng độ trực tiếp giữa liên minh nato và nga cùng với các điểm nóng tại trung đông eo biển đài loan và khu vực mỹ latin thì có thể dẫn đến bùng nổ thế chiến thứ ba. Bởi vậy mà hiện tại NATO chỉ gửi lính đánh thuê và vũ khí đến Kiev, nhưng mà chưa chính thức gửi quân của bất kỳ nước NATO nào tới Ukraine để tham chiến. Giới quan sát cho rằng, việc đóng băng chiến sự hiện nay là cực kỳ quan trọng đối với Ukraine và các đối tác phương Tây, bởi vì đối với Mỹ và châu Âu, thì việc tạm dừng xung đột Ukraine sẽ cho phép họ khôi phục nền kinh tế và vượt qua giai đoạn bầu cử năm 2024 một cách an toàn. Còn đối với Kiev thì một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sẽ mang lại thời gian nghỉ ngơi và cơ hội để bổ sung kho vũ khí để chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn hơn trong tương lai. Lô vũ khí 1 tỷ đô la bị mất tích ở Ukraine Tờ New York Times đã đặt ra nghi vấn về việc Kiev đã để mất 40.000 thiết bị vũ khí do Mỹ viện trợ. Tài liệu này đã đặt câu hỏi, những thứ vũ khí này hiện đang ở đâu? Và chúng đã bị đánh cắp hay là đã bị buồn lậu hiện thì chúng không được ghi chép cho các hồ sơ điều tra của chính quyền Biden. Theo chuyên gia công nghệ thông tin Igor Peredov cho biết, trên thị trường chợ đen, thì hàng loạt vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Kiev đang được giao bán công khai. Người ta có thể tìm thấy các hệ thống chống tăng di động Zephalen, hệ thống phòng không cầm tay Manbass, Wav Kamikaze, hệ thống Phoeniscos được phát triển riêng cho Ukraine, cũng như là các loại liệu đạn, mìn và súng trường tấn công. Bên cạnh đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố rằng vũ khí NATO cung cấp cho Kiev đã xuất hiện ở biên giới Israel vào đầu mùa hè năm 2023. Ngoài ra, thì một số vũ khí do Mỹ cung cấp cho Ukraine thường được buôn lậu vào tay các nhóm tội phạm ở châu Âu và các khu vực khác. Những tuyên bố tương tự cũng đã được đưa ra vào những thời điểm khác nhau bởi đại sứ Nga tại Mỹ, Anatoly Antonov, và người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát Tội phạm Quốc gia Nga, Graham chưa dừng lại ở đó, Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari cũng đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về sự việc này. Ông cho rằng số vũ khí mà kho vũ khí ở Kiev đang tràn ngập, theo đúng nghĩa đen, lại có tần suất đáng báo động ở những khu vực châu Phi, nơi mà tình hình chính trị cực kỳ bất ổn. Điều quan trọng là bài báo của New York Times xuất hiện vào đúng thời điểm Quốc hội Mỹ đang thảo luận về vấn đề gửi viện trợ quân sự mới cho Kiev hiện thì EU cũng bắt đầu kiểm tra vũ khí do các nước thành viên chuyển giao cho Ukraine. Rõ ràng, báo cáo của tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ là báo cáo cho các nghị sĩ về hiệu quả của việc sử dụng viện trợ trước đây dành cho Ukraine. Theo đó, ít nhất thì 40.000 đơn vị vũ khí và nhiều thiết bị quân sự khác nhau đã biến mất trên đường tới các căn cứ của Mỹ ở Ba Lan và Ukraine. Nhưng theo pháp luật Mỹ, việc chuyển giao tài sản này phải được kiểm soát chặt chẽ vì mỗi loại vũ khí đều chứa đựng những công nghệ bí mật. Ngoài ra, nó cũng là miếng mồi béo bờ đối với các thường nhân trên toàn thế giới. Vì đây là những hạng mục rất dễ bị chuyển hướng và sử dụng sai mục đích, nên việc theo dõi và giải trình bổ sung là đặc biệt quan trọng. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Mỹ, trong danh sách 39.139 vũ khí bị bắt tích, gồm có hệ thống tên lửa chống tăng Sivalent, hệ thống Manpass, đất đối không Stinger, máy bay không người lái FPV và các thiết bị nhìn ban đêm. Theo ước tính, thiệt hại do thất thoát số vũ khí này là từ 1 đến 1,6 tỷ đô la. Nhưng theo New York Times, số vũ khí được báo cáo trên chỉ chiếm một phần nhỏ trong số những thiết bị quân sự mà Mỹ đã gửi đến Ukraine. Theo ước tính, giá trị của các loại vũ khí mà Mỹ đã gửi đến Kiev từ năm 2014 đến nay ước tính khoảng 50 tỷ đô la. Điều tồi tệ nhất của báo cáo là nó chỉ vén lên bức màn bí mật về các vấn đề cung cấp mà không tiết lộ chi tiết của vấn đề. Những phát hiện của báo cáo gần như chắc chắn sẽ làm tăng thêm sự hoài nghi trong Quốc hội Mỹ về việc cung cấp thêm viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Và vụ bê bối này của chính quyền Biden sẽ một lần nữa gây chấn động dư luận ở phương Tây ngay trước thềm cuộc bầu cử sắp tới. Zelensky chuẩn bị cách chức tướng Zaluzny. Theo chính trị gia Ukraine Georgeiatauca cho biết, tại cuộc họp tổ chức ở Kiev, Tổng thống Zelensky đã quyết định cách chức Tổng tư lệnh Zaluzny và dự kiến sẽ bổ nhiệm Kirill Budanov, Cục trưởng Cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine để thay thế vị trí này. Ông Budanov được biết đến là người chịu trách nhiệm tổ chức một số vụ tấn công khủng bố ở Nga, bao gồm cả vụ nổ trên cây cầu Crimea. Theo chính trị gia Tuka, việc bổ nhiệm mới được đưa ra khi ông Zelensky đã đề Budanov đi cùng mình tới các sự kiện quốc tế ở Geneva. Tổng thống Ukraine giải thích rằng mục đích chuyến đi là để giới thiệu ông Budanov đối với các đối tác phương Tây của Kiev. Ngoài ra còn có thông tin cho rằng, đã có quyết định cách chức Tổng tham mưu trưởng Sergei Saptala và tư lệnh vũ trang Ukraine, Trung tướng Sergei Naev. Tuy nhiên, những quyết định táo bạo như vậy có thể khiến Zelensky mất chức Tổng thống. Bởi vì tướng Zaluzny là người rất có quyền lực và ảnh hưởng trong giới quân sự của Ukraine. Gần đây, thì các binh sĩ cấp dưới thậm chí còn gửi một tin nhắn bằng video tới nhà lãnh đạo Ukraine. Trong đó, họ đưa ra tối hậu thư cho Tổng thống của mình cầu xin ông ta đừng can thiệp vào công việc của quân đội. Nếu không, người dân có khả năng sẽ lật đổ thêm một nhà độc tài nữa. Các chuyên gia chính trị Ukraine cũng lưu ý rằng, tất cả những điều này vẫn chỉ là tin đồn. Nhưng việc sa thải tướng Zaluzny có thể là một trong những yêu cầu của các đối tác phương Tây. 150.000 thanh thiếu niên tị nạn Ukraine biến mất tại Ba Lan Truyền thông Ba Lan gần đây đã đưa ra một tin tức chấn động về việc 150.000 thanh thiếu niên tị nạn đến từ Ukraine đã biến mất, không dấu vết. Theo một báo cáo mới về trẻ em tị nạn trong hệ thống giáo dục của Ba Lan, có khoảng 300.000 trẻ em Ukraine hiện đang sống ở nước này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia Ba Lan, hơn một nửa trong số này không được xác định là đang theo học tại bất kỳ cơ sở giáo dục nào. Trước đó, vào tháng 7 năm 2023, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cũng đã báo cáo rằng hơn một nửa trẻ em tị nạn từ Ukraine ở Ba Lan không được đến trường. Lý do là vì các lớp học tiếng Ba Lan thường quá đông và có rào cản ngôn ngữ. Rất khó để xác minh được việc đi học của trẻ em Ukraine vì nhiều em không đăng ký ở bất cứ nơi đâu. Theo các nhân viên xã hội địa phương ở Ba Lan, hầu như các bậc cha mẹ ở Ukraine thường không thực sự quan tâm đến con cái của mình. Nhân viên của Bộ phận Chống Bạo lực Gia đình tại một trung tâm hỗ trợ gia đình ở Lutlin cho biết, họ nhận được nhiều báo cáo về các vấn đề trong các gia đình Ukraine liên quan đến việc bạo lực và lạm dụng do bố mẹ say rượu. Báo chí Ba Lan đã viết nhiều về sự chào đón nồng nhiệt mà những người tị nạn Ukraine và con cái của họ khi đến đất nước này. Giám đốc Ursula Kapmeret cho biết rằng, cơ sở giáo dục mà bà đứng đầu đang làm mọi thứ để có thể cung cấp điều kiện tốt cho những gia đình có con em theo học tại Ba Lan. Tuy nhiên, thì thực tế một số phụ huynh Ukraine cho biết, nhiều đứa trẻ phải đối mặt với những lời lăng mạ và đôi khi còn phải chịu đựng sự đánh đập tại trường tiến sĩ Margaret Ohia Nowak, từ Viện Nghiên cứu Truyền thông và Xã hội tại Đại học Media Kuria Slodowska ở Lublin, nói rằng trẻ em Ukraine ở trường học thường bị bắt nạt, lăng mạ bằng lời nói, thậm chí là tấn công thể chất. Điều này đã làm cho nhiều em bị khủng hoảng tinh thần, trầm cảm, thậm chí là nhiều trường hợp có ý định tự sát. Nguyên nhân cho tình huống này là do mối quan hệ giữa xã hội Ukraina và Ba Lan có nhiều mâu thuẫn từ lịch sử và nhiều người tị nạn Ukraine đến các quốc gia EU với tâm lý trịnh thượng rằng mọi người ở đó đều đang nợ họ. Và điều này đã khiến người Ba Lan vô cùng khó chịu. Theo bà Edemina, do những áp lực về chính trị, ngân sách và mâu thuẫn xã hội mà Ba Lan đã bãi bỏ việc miễn phí đi lại bằng phương tiện công cộng cho người Ukraine. Và trong vòng một năm thì điều kiện sống của người Ukraine trên toàn EU có thể sẽ thay đổi theo hướng tồi tệ hơn. Nga đã tạo ra bộ đồ tàng hình quân sự. Theo Tatars, các chuyên gia nga đang phát triển một bộ đồ ngụy trang làm mờ hình bóng và bảo vệ hoàn toàn trước các thiết bị chụp ảnh nhiệt của lực lượng vũ trang Ukraine. Công nghệ hoàn toàn mới này của nga hiện không được tiết lộ. Tổ chức này cho biết tất cả những bộ đồ ngụy trang hiện nay đều không cho phép che giấu hoàn toàn một vật thể hay là một đối tượng. Nhưng điểm vượt trội của sản phẩm mới này là nó có thể che giấu hoặc làm mờ hoàn toàn vật thể và các mục tiêu khỏi các thiết bị chụp ảnh nhiệt của đối phương. Được biết là quá trình thử nghiệm sản phẩm mới nhất này vẫn đang được tiếp tục và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 1 này. Nói về công nghệ phòng thủ thì chúng ta không thể không nhắc tới hoạt động tác chiến điện tử của cả hai bên, đặc biệt là các công nghệ liên quan tới máy bay không người lái. Gần đây thì xe tăng bắt đầu được lắp đặt các hệ thống Xenia nhằm phát hiện và tiêu diệt UAV FPV của đối phương. Tổ hợp Xenia có chức năng ngăn chặn các máy bay không người lái có khả năng hoạt động độc lập với xe bọc thép và có thể phát hiện mục tiêu trong bán kính 1,5 km. Tuy nhiên, phía Ukraine cũng đã thay đổi tần số của những chiếc UAV để vượt qua lớp phòng thủ của Nga. Phóng viên quân sự Maxim Formin đã cảnh báo rằng những chiếc UAV này rất linh hoạt. Chúng có thể bay lơ lửng tại chỗ, bay vào đường hầm ở tốc độ thấp hoặc là có thể lao xuống nóc xe tăng. Chúng có khả năng thực hiện hầu hết các nhiệm vụ hỏa lực và giá thành thấp. Vì vậy mà chúng cũng được quân đội Ukraine sử dụng ồ ạt để tiêu diệt binh sĩ của đối phương. Cho tới nay, vũ khí trọng tâm mà Nga dùng để chống lại UAV của đối phương chính là súng chống UAV. Tuy nhiên thì có một vấn đề với những khẩu súng phá nòng này là chúng có công suất thấp và phạm vi hoạt động thì rất hạn chế. Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng liên tục điều chỉnh UAV của họ. Vì vậy mà một khẩu súng chống UAV 6 tháng trước hoạt động rất tốt, thì giờ đây có thể trở nên vô dụng. Mặt khác, các trạm tác chiến điện tử lớn của Nga sở hữu dài tần gây nhiễu rộng, thì lại thiếu tính cơ động và dễ trở thành mục tiêu cho pháo binh của địch. Do đó, khó có thể trụ lại được lâu trong những vùng giao tranh. Nhiệm vụ của những trạm phá sóng này chủ yếu là yểm trợ các khí tài quan trọng ở phía sau của chiến tuyến. Do vậy mà nhu cầu rất lớn hiện nay trong quân đội Nga là các trạm tác chiến điện tử nhỏ gọn, cơ động và sở hữu giải tần số từ 400 MHz. Cùng với đó, là các thiết bị cảnh báo sớm nhằm phát hiện UAV của đối phương đang bay đến. Những hệ thống này sẽ đảm bảo an toàn cho bộ binh Nga trước các cuộc tấn công UAV của đối phương một cách đáng tin cậy hơn. Có thể nói rằng tác chiến điện tử vừa là lá chắn bảo vệ cho bộ binh Nga, cũng vừa là thứ đang kìm hãm sức tấn công của họ. Các UAV Nga cũng liên tục bị máy phá sóng của Ukraine áp chế, dẫn tới suy giảm hiệu quả. Và cuộc chạy đua trong lĩnh vực này đều đã khiến cả hai bên mệt mỏi và để phá vỡ thế bế tắc này, thì phía nga đã phát triển công nghệ tự động nhận dạng mục tiêu và tấn công không người điều khiển dành cho UAV Lancet từ tháng 11 năm ngoái. Sắp tới, thì công nghệ này sẽ còn được áp dụng cho các UAV FPV cỡ nhỏ. Việc giao quyền hoàn toàn cho UAV trong hoạt động tác chiến sẽ là một bước đi đầy hiểm hóc, sẽ bỏ hoàn toàn những phiền toái mà máy phá sóng của đối phương mang tới cho các thiết bị bay của nga. Một ví dụ điển hình cho việc này đó là vào năm 2020 một máy bay bốn cánh Kamikaze KR-2 của Thổ Nhĩ Kỳ, đã hoạt động ở chế độ tự động, đã truy lùng và tiêu diệt một lính bộ bình địch ở Libya. Vụ việc này đã được Liên Hợp Quốc ghi nhận là lần đầu tiên một người lính bị robot chiến đấu tiêu diệt. Giới quan sát dự đoán rằng, trong tương lai, UAV sẽ phát triển theo hướng này. Người điều khiển chỉ cần thiết lập khu vực tuần tra, đánh dấu mục tiêu, và sau đó, một UAV tự động bay tới để giải quyết nốt khâu cả lại. Và một khi UAV FPV có khả năng tấn công tự động, thì cách duy nhất để chống lại chỉ có thể là bắn súng về phía nó mà thôi. Nhưng tỷ lệ thành công sẽ khá thấp, vì UAV có kích thước khá nhỏ, di chuyển nhanh và góc bay thì phức tạp. Cuộc chiến Ukraine một lần nữa là bước ngoặt trong các thử nghiệm mới về vũ khí, đặc biệt là công nghệ tự ra quyết định của UAV. Và trong lĩnh vực này, có vẻ người Nga đang đi Ukraine khá xa. Zelensky nêu điều kiện tổ chức bầu cử. Tờ Stana đã dẫn lời Tổng thống Zelensky. Ông cho biết sẽ sẵn sàng tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật, nhưng điều kiện được đưa ra ở đây là phải thay đổi hoàn cảnh và luật pháp. Theo ông Zelensky, cuộc bầu cử sẽ được diễn ra nếu vượt qua được những trở ngại ngăn cản trong điều kiện đất nước đang có chiến tranh. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử Tổng thống bị hoãn lại không phải là theo ý muốn của ông, mà là theo yêu cầu của luật pháp, bởi vì luật pháp Ukraine cấm tất cả những sự kiện lớn của đất nước trong thời gian chiến tranh. Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh nghi ngờ về những thay đổi nhân sự sắp tới trong ban lãnh đạo Ukraine. Cụ thể, nhà khoa học chính trị Kost Paradzenko tiết lộ rằng trong tương lai gần, ông Zelensky và Tránh văn phòng Tổng thống Andriy Ermak sẽ thực hiện các kế hoạch sau. Đó là Tổng tư lệnh Zaluzny sẽ được điều động làm thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng thay cho Alexander Danilov. Cùng với đó là sẽ trở thành tổng tư lệnh mới. Còn Alexander Shensky có thể đứng đầu bộ tham mưu quân đội Ukraine. Trong khi đó, giám đốc cơ quan SPU Vasily Maliak sẽ được bổ nhiệm làm bộ trưởng nội vụ mới. Và bộ trưởng ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba thì có thể được cử làm đại sứ tại London. Có thể thấy rằng chính quyền Kiev quyết định loại bỏ tất cả những rủi ro có thể mang đến những ảnh hưởng tiêu cực cho họ bằng cách tổ chức một cuộc thành trình chính trị. Ông Alexander Dubinsky, cựu nghị sĩ bị trục xuất khỏi Quốc hội Ukraine, đã tiết lộ rằng việc giam giữ doanh nhân Igor Mazepa là sự khởi đầu của một hoạt động thanh lọc chính trị quy mô lớn. Ông Dubinsky đã viết trên kênh cá nhân của mình rằng, theo hiến pháp thì cuối tháng 3 tới đây, nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm của ông Zelensky sẽ hết hạn. Và điều này đòi hỏi sẽ phải có một quyết định chuyển giao quyền lực cho Quốc hội và đối thủ cạnh tranh chính của Zelensky trong quốc hội là cựu Tổng thống Poroshenko, người đã chịu trách nhiệm việc giam giữ trên. Thứ trưởng Dubinsky lưu ý rằng ông Mazenba là một cộng sự thân cận của Boris Lokin, một đồng minh thân cận của Poroshenko. Ông Mazenba cũng bị cáo buộc tham gia đầu tư vào trái phiếu chính phủ của cựu Tổng thống Ukraine. Ông Dubinsky cho rằng chính quyền Zelensky thực hiện những hành động như vậy nhằm ngăn chặn phe đối lập tham gia vào chính phủ và đe dọa tới quyền lực của họ như chúng tôi đã từng đưa tin, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ivan Gadiliak cuối tuần qua đã tuyên bố muốn Nga phải từ bỏ vũ khí hạt nhân nếu muốn xây dựng thỏa thuận hòa bình với Kiev. Ông Gadiliak cho biết rằng xung đột chỉ có thể kết thúc sau khi quân Nga rút quân và Ukraine quay trở lại đường biên giới năm 1991. Điều này được viết theo công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky. Nhưng Moscow đã bác bỏ và từ chối thảo luận về công thức này của Zelensky công thức này cũng không được bất kỳ quốc gia nào ở nam bán cầu ủng hộ. kiều tổng thống donald trump cũng không ủng hộ công thức này. ông nói rằng nếu ông đắc cử tổng thống thì cuộc chiến tại ukraine sẽ dừng lại ngay cả khi trước khi ông nhậm chức. ngược lại thì công thức của ông zelensky lại được các nước nato chấp nhận nhưng lại không yêu cầu nga phải từ bỏ vũ khí hạt nhân. trong khi đó, ông zelensky cho rằng tổng thống putin không muốn hòa bình với ukraine và mục tiêu chính của tổng thống putin là chiếm toàn bộ Ukraine bằng biện pháp quân sự. Tổng thống Zelensky đã chứng minh lập luận này bằng cách đề nghị Nga trong tương lai gần sẽ ký kết một thỏa thuận ngừng bắn vô thời hạn dọc chiến tuyến hiện tại. Nhưng mà liệu Tổng thống Putin có muốn điều đó hay không nếu Điện Kremlin bác bỏ đề xuất này? Fox News cảnh báo ở Davos gây nguy hiểm cho phương Tây Diễn đàn ở Davos vừa qua đã gây ngạc nhiên cho toàn thế giới. Nhiều quan chức cảnh báo rằng giấy tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu đang gây nguy hiểm cho toàn thế giới, mà đặc biệt là phương Tây. Đài Fox News đã nói về diễn đàn Davos như sau. Chúng ta phải thừa nhận rằng diễn đàn kinh tế thế giới Davos là một tổ chức chính trị cuồng tín, vì nó đã thao túng con người bằng các biện pháp mà nó tạo ra. Chẳng hạn như là tạo ra sự cuồng loạn về Covid-19, rồi sau đó lại tạo ra vaccine giống như một cách yêu Việt để dập tắt đại dịch, hay như tạo ra các loại vũ khí hủy diệt, hay là các nhà máy gây ô nhiễm môi trường sau đó lại tìm cách khắc phục. Tất cả những điều này nhằm mục đích khiến mọi người tin rằng họ là những vị cứu tinh. Nhưng mà trên thực tế là chính họ đang cố gắng để đạt được mục tiêu của mình. Theo Fox News, tổng thống Javier Milei của Argentina đã chỉ trích những người tham dự diễn đàn Davos, đồng thời cảnh báo giấy tinh hoa toàn cầu đang gây nguy hiểm cho toàn thế giới và đặc biệt là phương Tây. Theo Milei, giấy tinh hoa toàn cầu đang tạo ra nghèo đói, dịch bệnh ô nhiễm không khí, cùng với các vấn đề nhập cư và bạo loạn, cũng như là các cuộc xung đột ở khắp nơi trên thế giới. Ông kêu gọi người dân các quốc gia hãy đứng lên để chống lại sự phản ứng thái quá của các chính phủ. Để biết là Tổng thống Argentina thường được so sánh với cựu Tổng thống Donald Trump. Ông luôn có những bài phát biểu thẳng thắn và rất cứng rắn. Tờ Sagrath dẫn lời chính trị gia Gleb Kunesov cho biết rằng, rất có thể là năm 2024 này sẽ là một năm mà nhiều người trên thế giới sẽ biết được âm mưu của những người theo chủ nghĩa toàn cầu. Bên cạnh đó, ông Connestorp cũng chỉ ra rằng, các nhà tổ chức Davos tuyên bố những thông tin sai lệch như là dịch bệnh X ở Trung Quốc đang bùng phát và có nguy cơ lây lan ra toàn thế giới một lần nữa. Cùng với các vấn đề về khí hậu, sự suy giảm kinh tế, bạo loạn hay là xung đột sắc tộc và nhiều vấn đề khác đang xảy ra trên toàn cầu hiện nay là rủi ro lớn nhất đối với nhân loại. Tuy nhiên thì những người theo chủ nghĩa toàn cầu lại giả vờ để chống lại những thông tin sai lệch, mà chính những thông tin sai lệch này là do họ tạo ra. Những thông tin sai lệch này hoàn toàn không phải là những thông tin sai lệch, mà nó là những thông điệp của những gia tộc, những cá nhân theo chủ nghĩa toàn cầu muốn thao túng thế giới, khoác danh là những chính trị gia. Mỹ yêu cầu Ukraine thay đổi lãnh đạo. Theo cơ quan tình báo đối ngoại Nga cho biết, chính quyền Biden đang thành lập một chính quyền thuộc địa ở Ukraine. Theo đó, chính quyền Biden đã đưa ra danh sách những người được đề nghị bổ nhiệm. Danh sách này bao gồm thủ tướng mới của Ukraine sẽ là Oksana Makarova, bộ trưởng tài chính là Alexander Kava và Taras Kaka sẽ là bộ trưởng kinh tế. Chính quyền Biden cũng đã đe dọa Tổng thống Zelensky là sẽ sẵn sàng công bố hồ sơ tham nhũng về ông ta và các quan chức thân cận ra công chúng. Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu của Đại học Quốc gia Nga, ông Dmitry Sutlov, lưu ý rằng căng thẳng trong quan hệ giữa Kiev và chính quyền Biden đã được bộc lộ từ lâu. Chỉ có điều là ông Zelensky đang cố gắng để câu giờ. Một mặt, thì chính quyền Biden không cho phép Ukraine thất bại trong năm bầu cử này. Nhưng mặt khác, cũng không thể để cho Nga giành chiến thắng. Sau đó mà chính quyền Biden sẽ duy trì hoạt động của chính quyền Kiev cho đến hết tháng 11 năm 2024. Trong danh sách bổ nhiệm trên, thì đại sứ Osana Makarova chiếm vị trí trung tâm. Bà Makarova là đại diện tiêu biểu của giới tinh hoa chính trị mới của Ukraine thời hậu Xô Chính quyền Biden cần có bà Makarova để kiểm soát và tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư vào Ukraine. Kênh Dissident đã dẫn một nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết rằng một phe đối lập được cho là giới tinh hoa đã được hình thành để chống lại ông Zelensky. Những người quan tâm đến việc làm suy yếu quyền lực của ông ta. Theo những người trong cuộc, thì Tổng thống Zelensky chỉ còn một tuần nữa để nắm quyền. Theo đó, phe đối lập lớn này bao gồm các nhà tài phiệt, doanh nhân và phần lớn là các nhà lãnh đạo trong chính quyền Kiev. Họ tin rằng ông Zelensky nên ra đi sau ngày 31 tháng 1 năm 2024. Quân đội Ukraine chuyển từ xe tăng sang kỵ binh với việc các xe tăng bị lực lượng Nga phá hủy ngày càng nhiều, cùng với thời tiết băng giá khiến cho số lượng xe còn lại đã không thể di chuyển và phát huy hết công năng của nó. Vậy cho nên, quân đội Ukraina đã bắt đầu sử dụng ngựa ở một số mặt trận. Tờ Express mới đây đã đăng tải một bức ảnh cho thấy, một người lính thuộc lữ đoàn xung kích số 3 của quân đội Ukraina đang ngồi trên lưng ngựa và mang theo hệ thống tên lửa chống tăng Sivillen. Ấn phẩm này đã viết một cách hài hước như sau. Trong mọi trường hợp, những chú ngựa buộc phải được trang bị khả năng để chống đạn cùng với tên lửa chống tăng Javelin có tầm bắn 2.000m. Và chắc chắn, với cự ly này, thì sẽ không gây tiếng ồn khi bắn. Với những tên lửa Javelin này, thì quân đội Ukraine có khả năng sẽ tiêu diệt được nhiều xe tăng chiến đấu của đối phương. Việc chuyển từ xe tăng sang kỵ binh cho thấy sự thiếu hụt trầm trọng phương tiện vận tải quân sự ở mặt trận Ukraine. Tuy nhiên, thì để ý tưởng sử dụng kỵ binh thành công, thì những con ngựa cần phải sống sót trước làn đạn của người Nga mà điều này thì hoàn toàn không thể xảy ra. Do đó, chúng ta sẽ tiếp tục được chứng kiến những cuộc tấn công bằng thịt vô vọng của Kiev trong thời gian tới. Trước đó, thì vào ngày 19 tháng 1, nhà báo người Đức Paul John Zimmer, sau khi đến thăm Ukraine và liên lạc với các quân nhân trên mặt trận, đã nói rằng quân đội Ukraine đang rơi vào thế bế tắc. Họ mệt mỏi vì phải chiến đấu 7 ngày một tuần và hầu như là không có ngày nghỉ. Và trước đó nữa là vào ngày 17 tháng 1, thì chính tổng thống ukraine bên lề diễn đàn davos cũng đã phàn nàn rằng nước này đang thiếu uav và đạn dược trầm trọng ông cũng thừa nhận rằng không có nguồn lực công nghiệp và quân sự nào trên thế giới có thể đủ khả năng sản xuất cho ukraine và nếu như ukraine đang khắc phục tình trạng thiếu hụt vũ khí bằng cách chuyển từ xe tăng sang ngựa đạn dược sang quốc xe thì phía quân đội nga lại đang không ngừng nâng cấp cải tiến những chiếc xe bọc thép của họ thành những phương tiện đa năng vừa có thể bảo vệ vừa có thể tấn công các công trình phòng thủ kiên cố của đối phương. Đặc công Nga được trang bị xe bọc thép đa năng Nguồn tin của Isvetia cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã phê duyệt chương trình tái vũ trang và tăng cường sức mạnh cho đặc công Nga, các đơn vị trung đoàn hoặc lữ đoàn công binh có vũ khí chuyên dụng. Họ sẽ được trang bị các thiết bị chuyên dụng để phá hủy các công sự kiên cố của đối phương. Theo đó, thì đặc công Nga đã được cung cấp các phương tiện kỹ thuật bọc thép đa năng như là UPM. Còn các phương tiện trinh sát thì hiện vẫn đang được thử nghiệm. Lưu ý rằng UPM có tính tự chủ cao và thiết bị quan sát có thể phát hiện bất kỳ chứng ngại vật nào, nơi trú ẩn cũng như là các bãi mìn. Cùng với kỹ thuật tấn công mới thì quân đội Nga sẽ có thể phá hủy bất kỳ công sự phức tạp nào của đối phương. Được biết, phiên bản cải tiến của UPM dựa trên khung gầm xe tăng T-90. Nó được thiết kế để vượt qua hầu hết các loại rào chống tăng phổ biến. Ngoài ra thì chiếc xe bọc thép này không chỉ được trang bị lớp giáp dày, mà còn có cả hệ thống phòng thủ chủ động tiên tiến. Bên trong xe có thiết kế khoang bảo vệ cho hai người lái và ba đặc công. Bên ngoài thì được lắp đặt búa thủy lực, cho phép phá hủy các kết cấu bê tông cốt thép trong đống đổ nát. Tời kéo của máy cho phép dọn dẹp các thiết bị hư hỏng khỏi lòng đường. Hệ thống cảm biến đảm bảo cho xe hoạt động ngay cả vào ban đêm. Từ đầu chiến dịch cho tới này thì quân đội Nga thường xuyên đối mặt với các khu vực công sự kiên cố của quân đội Ukraine. Các công trình phòng thủ đặc biệt đã được nhìn thấy ở Donbass, nơi mà chúng được xây dựng trong suốt 8 năm. Điều này đòi hỏi quân đội Nga phải thích nghi với điều kiện mới và thay đổi chiến thuật. Từ đó thì các đơn vị xung kích chuyên dụng bắt đầu được hình thành, trang bị vũ khí, thiết bị để xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương. Và kể từ năm ngoái, thì Bộ Quốc phòng Nga đã nhân rộng mô hình này thành lập các lữ đoàn trinh sát và tấn công chuyên dụng trong quân đội của họ. Chuyên gia quân sự Nga Alexei Leonkov cho biết rằng, nhiều phương tiện phục vụ cho lực lượng công binh có thể được sử dụng hiệu quả cho các hoạt động tấn công, đặc biệt là hệ thống gia phá bom mìn từ xa có thể được sử dụng như một phương tiện để phá hủy các thành trì và khu vực kiên cố. Cũng theo chuyên gia này, tại khu vực xảy ra chiến sự lâu năm sẽ có rất nhiều các bãi mìn. Khi quân Nga muốn giải phóng khu dân cư, thì họ cần có các phương tiện kỹ thuật có thể ra phá bom mìn và nhanh chóng xây dựng các công sự, để giành được chỗ đứng trong khu vực đó. Bên cạnh đó, chuyên gia quân sự Viktor Murakovsky cũng cho rằng, việc tái định hướng lực lượng công binh sang các hoạt động tấn công có thể được đánh giá từ hướng tích cực, bởi vì các đơn vị tấn công của công binh được trang bị tốt hơn các đơn vị thông thường. Tuy nhiên, nếu như Nga quyết định đưa đơn vị này vào trận chiến, thì trước hết nó cần phải được tăng cường các phương pháp bảo vệ cá nhân để có thể chống lại hòa về một cách hiệu quả nhất và trong những năm gần đây thì bộ quốc phòng nga đã tiến hành cải cách quy mô lớn lực lượng công binh từ các đơn vị hỗ trợ họ đang được chuyển đổi thành lực lượng tấn công độc lập có khả năng tham gia chiến tranh hiện đại hoạt động của lực lượng này không chỉ còn giới hạn ở việc xây dựng công sự dọn dẹp cho các đơn vị khác mà giờ đây họ có thể trực tiếp tấn công các khu vực kiên cố bí mật khai thác và nhanh chóng ra phá bỏ mìn khi cần thiết. Nga đòi lại tài sản bị đóng băng ở phương Tây Trong khi phương Tây đang cố gắng để tìm cách lấy đi số vàng và dự trữ ngoại hối trị giá 300 tỷ đô la của Nga ở các ngân hàng nước ngoài, thì Nga lại tuyên bố sẽ lấy lại những gì phương Tây đã chiếm đoạt trước đó. Đây là những bất động sản của Nga từ thời Liên Xô và đế quốc Nga ở nước ngoài. Mới đây, Tổng thống Nga Putin đã ký xác lệnh phân bổ kinh phí cho việc tìm kiếm, đăng ký và bảo vệ hợp pháp bất động sản của Nga, bao gồm cả từ thời Liên Xô và đế quốc Nga ở nước ngoài. Từ năm 2014, Nga đã phân bổ trợ cấp để tìm kiếm những tài sản này. Nhưng kể từ năm 2021 đến nay, do quy định thay đổi, nên việc tìm kiếm tài sản đó không còn được nhận sự phân bổ ngân sách nữa. Sắc lệnh mới lần này của ông Putin sẽ mở ra một trang hoàn toàn mới trong quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây. Theo xác lệnh mới này của ông Putin, thì công việc này sẽ được thực hiện bởi doanh nghiệp quản lý tài sản nước ngoài trực thuộc cơ quan quản lý của nước nga. Kinh phí cho việc tìm kiếm và các hoạt động tiếp theo sẽ được tài trợ từ ngân sách quốc gia. Một cuộc kiểm kê chi tiết sẽ được thực hiện, trong đó người nga sẽ tìm thấy rất nhiều thứ đã bị mất và chính phủ sẽ quyết định sử dụng nó như thế nào, có thể cho thuê hoặc sử dụng nó để thực hiện chính sách đối ngoại, trao đổi văn hóa hay là hỗ trợ đồng bào. Tất nhiên thì phương Tây sẽ không dễ dàng để trả lại những gì đã chiếm được từ thời Liên Xô và từ thời đế quốc Nga. Ông Mikhail Alexandrov, đối tác của văn phòng luật cho biết rằng, những gì thuộc về đế quốc Nga sẽ rất khó để lấy lại, bởi vì những người Bolshevik đã chính thức tuyên bố rằng người Nga không có tài sản chung với nhà nước này. Tuy nhiên, người Nga đã trả hết các khoản nợ của đế quốc Nga và Liên Xô cách đây 20 năm. Nghĩa là Nga đã được công nhận là người kế thừa hợp pháp và họ có quyền lấy lại số tài sản bị đóng băng ở nước ngoài này. Quý vị có thể đang thắc mắc là số tài sản và tiền bạc của đế quốc Nga bị đóng băng ở nước ngoài có đáng là bao nhiêu để mà phải hào tầm tốn sức như vậy. Nhưng thực ra, con số này rất đáng kinh ngạc. Nó bao gồm 200 tấn vàng của Hoàng gia Nga tại Nhật Bản. Cùng với đó là quyền kiểm soát các ngân hàng hàng đầu của Séc và Nhật Bản. Trong khi đó, 88% quyền sở hữu tài sản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào năm 1994, thì hội nghị Bretton Woods đã xác nhận quyền sở hữu của Nga đối với 88% tài sản của Fed. Nhưng chỉ những người thừa kế mới có quyền truy cập vào số tài sản mà đa tộc Rothschild kiểm soát này. Ngoài ra, một lượng lớn lãnh thổ và bất động sản của Nga ở khu vực Palestine, cùng với đó là hàng loạt tài sản của đế quốc Nga vẫn được lưu trữ trong các ngân hàng ở Thụy Sĩ, Anh, Pháp và Đức và nếu không có người thừa kế trực tiếp, thì số tài sản này sẽ trở thành tài sản của nhà nước liên quan. Vì nước Nga ngày nay đã tuyên bố mình là nước kế thừa, không chỉ của Liên Xô mà còn của đế quốc Nga. Vậy cho nên, phương Tây buộc phải trả lại những tài sản này. Và cuối cùng là số vàng mà đế quốc Nga đã lưu trữ ở bên ngoài từ năm 1991, ước tính lên tới 40 tỷ đô la. Nhà quan sát Andrew Pella cho biết rằng, theo tính toán của công ty luật Pinkerton của Anh, công ty đã tìm kiếm tài sản của Nga ở nước ngoài từ năm 1923. Nga ngày nay có thể đòi lại ít nhất 100 tỷ đô la vàng và 300 tỷ đô la bất động sản từ thời Liên Xô và đế quốc Nga ở nước ngoài. Nhưng vấn đề là người phương Tây không thừa nhận điều đó và chưa có danh sách tài sản đóng bằng nào chính thức được công bố. Liệu người Nga có thể lấy lại được số tiền này hay không? Điều này chúng ta không dám chắc, nhưng dựa vào xác lệnh của Tổng thống Putin, họ sẽ có thêm một nguồn lực quan trọng để thực hiện các bước tiếp theo. Đặc biệt là đối với tài sản bất động sản. Thì phương Tây vốn cho rằng số tài sản họ đang chiếm giữ là chiến lợi phẩm trong chiến tranh hợp pháp. Tuy nhiên, người Nga vẫn nắm còn át chủ bài trong tay. Đó là số tài sản của phương Tây trên lãnh thổ của Nga. Sử dụng nó để uy hiếp và trao đổi, thì Moscow vẫn sẽ nắm đằng chùi trong cuộc chiến tài sản này. Phương Tây đứng sau sắc lệnh Zelensky về lãnh thổ Nga. Vào ngày 22 tháng 1 vừa qua, Tổng thống Zelensky đã ký một xác lệnh mới về lãnh thổ Liên bang Nga, gồm người Ukraine sinh sống ở 6 khu vực của Nga, bao gồm có Begorod, Pidian, Voronezh, Kost, Rostov, cũng như là lãnh thổ Karasnodar. Ông Zelensky chỉ đạo chính phủ cùng với các chuyên gia quốc tế xây dựng một kế hoạch hành động nhằm bảo vệ bản sắc dân tộc của người Ukraine tại Nga. Ở Ukraine, thì các chính trị gia đã nhiều lần đe dọa sử dụng vũ lực để chiếm giữ các khu vực này, ngay cả trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Sau khi Tổng thống Zelensky ký xác lệnh, thì các chuyên gia cho rằng bản chất của tài liệu này là đến từ phương Tây, và nó không có ý nghĩa gì từ quan điểm chính trị. Tờ Izvestia đã dẫn lời Vitali Danilov cho biết rằng, xác lệnh chỉ đơn giản là một cảm giác mà chính quyền Ukraine đang dựa vào để thay thế những điều tiêu cực mà họ đã gây ra trên các mặt trận, cũng như là trong kinh tế và xã hội những tình huống chính trị mà Kiev không thể đối phó được nữa. Ngoài ra, thì chuyên gia Danilov cũng nhấn mạnh ý tưởng xây dựng các yêu sách của Tổng thống Zelensky đã được phương Tây đề xuất. Đây không phải là nỗ lực đầu tiên của phương Tây nhằm làm suy yếu chủ quyền của Nga. Theo ông Danilov, từ quan điểm lịch sử, thì Ukraine chưa bao giờ tồn tại. Nó luôn là vùng đất lịch sử của Nga dưới hình thức này hay là hình thức khác. Giờ đây thì chúng đã trở thành một dự án độc quyền của phương Tây nhằm chia rẽ xã hội. Cùng ngày hôm đó, thì kiều thành viên Liên Hợp Quốc Igor Nikolin cho biết, Ukraine đã bắt đầu đưa ra yêu sách đối với các lãnh thổ của Nga trước khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt. Nhưng mà tất cả những điều này chỉ là trên giấy tờ, vì xét về mặt pháp lý, từ những tuyên bố này không có ý nghĩa nhiều. Trước đó, vào năm 2019, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba đã tuyên bố sẵn sàng chấp nhận một số khu vực của Nga để khôi phục lại công lý lịch sử. Ông này đặt tên những vùng như vậy là một phần lãnh thổ Krasnodar và Crimea. Các chính trị gia khác cũng bày tỏ yêu sách lãnh thổ đối với vùng Krasnodar, cũng như là vùng Rostov và các vùng biên giới của quận liên bang trung tâm. Vào tháng 5 năm 2021, Phó nghị sĩ Quốc hội Alexei Goncharenko cho rằng Kuban nên thuộc về Ukraine vì nó thuộc lãnh thổ của vùng đất dân tộc Ukraine trước đây. Cũng theo ông này, ở Cuba 100 năm trước, họ đã nói tiếng Ukraine và rằng những vùng lãnh thổ đó đã bị chia cắt khỏi Kiev theo ý muốn của số phận. Nga cũng đã nhiều lần lưu ý rằng yêu sách của Ukraine đối với lãnh thổ nước này là hệ quả của những vấn đề nội bộ chưa được giải quyết. Vì vậy mà thành viên của Hội đồng Liên bang Nga Oga Kovtidi đã nhận xét rằng tình trạng nhà nước của Ukraine đang dạn nứt ở tất cả các kết nối và thay vì bận tâm đến việc phát triển của riêng mình, thì các chính trị gia Ukraine lại đang lấn chiếm các vùng đất của Nga. Tại sao Zelensky lại muốn sắp nhập 6 vùng đất của Nga? Dường như giới lãnh đạo Ukraine đang muốn tạo thêm một trở ngại cho việc đàm phán hòa bình với Nga. Sau khi ông Zelensky ký một xác lệnh gợi ý về cách yêu sách lãnh thổ, cũng như việc khi ép muốn Nga phải từ bỏ vũ khí hạt nhân. Đặc biệt là ông Zelensky muốn người dân tộc Ukraine ở Nga được tiếp cận với giáo dục bằng ngôn ngữ Ukraine. Đề xuất chính phủ nên phồi hộp ký ức lịch sử của những người này, và thu thập dữ liệu về tội ác của Nga, bao gồm việc cưỡng bức và đàn áp chính trị. Cùng với đó là phân phát tài liệu lịch sử mới về Ukraine cho các chính phủ toàn thế giới. Một số nhà quan sát cho rằng sắc lệnh này cho thấy trạng thái tâm lý của ông Zelensky ngày càng bất ổn. Vào ngày 22 tháng 1 vừa qua, ông đã đề xuất tước quyền công dân Ukraine của những người Ukraine đã nhận hộ chiếu Nga. Ông nói rằng tất cả người dân tộc Ukraine và con cháu của họ từ các quốc gia khác nhau trên thế giới sẽ được cấp hộ chiếu Ukraine, ngoại trừ công dân Nga. Bên cạnh đó, xác lệnh về lịch sử lãnh thổ của ông Zelensky còn nhằm mục đích làm gián đoạn các tin tức tiêu cực trên chiến trường và sự dối rèn trong xã hội. Những thất bại ở Adipka và vùng ngoại ô cùng với các vụ bê bối về cưỡng bức huy động, sự chậm chạp trong việc viện trợ của phương Tây, cùng với vấn đề tham nhũng trong chính quyền. Đối mặt với tất cả những vấn đề trên, thì người ta cho rằng sắc lệnh trên cũng là để chứng minh rằng Ukraine không chuyển sang thế phòng thủ mà vẫn ở thế tấn công. Hơn nữa là sắc lệnh về lịch sử lãnh thổ cũng được coi là một phần của trò chơi chính trị phức tạp hơn đẳng bên nhà. Thực tế là sau khi quân đội Ukraine thất bại trong những cuộc phản công thì người ta nghe thấy nhiều lời kêu gọi nên chấm dứt cuộc xung đột từ các nước phương Tây. Tuy nhiên, tổng thống Zelensky và nhóm cố vấn của ông ta phản đối việc đàm phán này. Ông lo ngại rằng trong trường hợp đóng băng cuộc xung đột với những tổn thất nặng nề về lãnh thổ nhân mạng và tiền bạc thì người dân ukraine sẽ bắt đầu đặt câu hỏi rằng tại sao chính quyền zelensky lại đưa ra chiến thuật máy xay thịt ở hầu hết các mặt trận như vậy cũng như tại sao mà chính phủ lại thất bại về kinh tế và ngoại giao chắc chắn điều này sẽ dẫn đến việc các nhà lãnh đạo hiện tại của đất nước bị tẩy chay do đó chính quyền kiev nhất quyết muốn kéo dài chiến sự họ sẽ phải liên tục tạo ra những trở ngại mới cho các cuộc đàm phán và làm gia tăng sự chia rẽ đối với Nga. Ngoài ra, thì vào ngày 22 tháng 1, chính phủ Ukraine đã đề xuất lên Hội đồng An ninh nước này, đó là cấm mọi liên kết vận tải đối với Nga trong thời hạn 50 năm. Chính trị gia người Ukraine Vladimir Olesnik nói rằng rất khó để hiểu hết ý nghĩa trong một số quyết định của ông Zelensky. Theo ông này, đây chỉ là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng người dân Ukraine khỏi những vấn đề hiện tại. Nỗ lực cáo buộc Nga diệt chủng người Ukraine cũng không phải là nỗ lực đầu tiên trong sự nghiệp của ông Zelensky. Nhưng mà trên thực tế, ai cũng biết người nào mới là kẻ diệt chủng. Gần đây thì Ukraine thường xuyên pháo kích vào các khu vực lân cận của Nga, cũng như là những khu vực trong lãnh thổ lịch sử được nhắc đến trong xác lệnh mới. Bất chấp hậu quả là thiệt hại rất nhiều đối với dân thường. Giới quan sát cho rằng, đây mới đúng là những hành động gây tác động tâm lý, gieo rắc nỗi sợ hãi mà những kẻ khủng bố thường hay làm. Trở lại với phương Tây, hiện thì khu vực này vẫn tiếp tục chuyển vũ khí tên lửa, UAV và các thiết bị quân sự cho Kiev, nhưng với điều kiện là quân đội Ukraine không được sử dụng chúng để tấn công vào lãnh thổ của Nga. Về nguyên tắc có thể tạm hiểu là người Ukraine có thể chiến đấu bằng vũ khí của NATO trên lãnh thổ của mình. Còn nếu người Ukraine tấn công các lãnh thổ Nga thì chỉ được sử dụng vũ khí của chính mình mà thôi. Vậy cho nên Chính quyền Ukraine muốn sử dụng sắc lệnh này để lách luật. Nếu trên giấy tờ viết rằng các khu vực biên giới của Nga là lãnh thổ lịch sử của Ukraine, thì điều đó có nghĩa là người Ukraine có thể tấn công những vùng đất này bằng vũ khí của NATO một cách hợp pháp. Logic tương tự cũng được áp dụng cho các khu vực như là Crimea, Donbass, Zaporozhye và Kherson. Kiev không coi chúng là của Nga và cũng không ngần ngại sử dụng vũ lực. Vụ tấn công vào thường dân ở Donetsk là bằng chứng bị thảm cho điều này. Hệ thống tác chiến điện tử của Nga đã làm Ukraine run sợ. Nga đang áp dụng các hệ thống tác chiến điện tử ngày càng hiệu quả. Hệ thống này đã đẩy người Ukraine trở lại thời đại của kiếm và súng hỏa mai. Tướng Ukraine đã nghỉ hưu Sergei Krivonov cho biết rằng, quân đội Nga đã học được cách chống lại bất kỳ siêu máy bay không người lái nào. Hệ thống tác chiến điện tử của Nga có thể can thiệp vào việc điều khiển máy bay không người lái, gây nhiễu loạn cho các thiết bị như là GPS radar của đối phương. Cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Google Eric Schmidt tuyên bố rằng, sự kết hợp giữa máy bay không người lái Orlan 10 và Lancet cho phép quân đội Nga tiêu diệt tất cả các loại vũ khí của quân đội Ukraine. Hệ thống tác chiến điện tử có tầm quan trọng rất lớn trong chiến trường ngày nay. Nó có khả năng làm tê liệt hành động của đối phương theo đúng nghĩa đen. Đồng thời, theo tướng Vadim Skibitsky của Ukraine, người Nga đang bắt đầu chế tạo các loại vũ khí tiên tiến hơn. Một ví dụ điển hình là phiên bản mới của tên lửa hành trình dẫn đường X-101, được phóng từ máy bay ném bom chiến lược để tiêu diệt các mục tiêu nằm sâu trong hậu phương của kẻ thù. Đặc biệt là những tên lửa này được trang bị hệ thống chấn áp điện tử chủ động và máy tạo nhiễu hồng ngoại, khiến việc chống lại chúng vô cùng khó khăn. Phóng viên quân sự Alexander Khachanko lưu ý rằng, số lượng UAV trong khu vực quân khu phía Bắc đang tăng theo cấp số nhân. Hiện tại thì họ có thể dùng tới hàng chục UAV để chống lại một xe bọc phép, hoặc là ba UAV chỉ để săn lùng một người lính. Điều này đã khiến quân số của Ukraine ở tiền tuyến giảm đáng kể. Nơi mà trước đây có một trung đội, thì giờ đây chỉ còn là một tiểu đội. Cả hai đội quân đều đang cố gắng hạn chế để di chuyển trên tiền tuyến. Không chỉ đối với hệ thống tác chiến điện tử, Nga đã phát triển các thiết bị vận chuyển đa địa hình được thiết kế cho việc di chuyển của các nhóm chiến đấu cơ động. Tổng giám đốc công ty phát triển máy chuyên dụng Algo LLC, Konstantin Badasarov, đã công bố điều này vào ngày 24 tháng 1 vừa qua. Ông Badasarov cho rằng, các loại xe quân sự này được gọi là Sadasen. Hiện thì có 3 phiên bản đã được tạo ra theo các mức trọng lượng khác nhau, từ nhẹ, trung bình cho đến nặng. Các dòng xe này đều không có khả năng bọc thêm giáp bên ngoài. Nhà thiết kế ưu tiên khả năng cơ động và giảm khả năng bị phát hiện. Dù thiếu lớp giáp bảo vệ, nhưng mà các phương tiện này vẫn rất an toàn đối với quân đội vì binh lính đã được bảo vệ bằng các cơ chế giáp đặc biệt. Nếu một quả đạn pháo của kẻ thù bắn trúng thân của Saracen, thì binh sĩ trong xe vẫn có đủ thời gian để rời khỏi đê. Nhà phát triển cho biết, hai phương tiện trên đã có mặt trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine và đang được quân đội Nga sử dụng thành công. Hiện thì không có chiếc nào bị tổn thất. Saracen có khả năng cơ động cao cho các nhóm chiến đấu. Sau khi giao tranh với kẻ thù bằng hỏa lực, thì nhóm đó có thể ngay lập tức quay trở lại vùng an toàn. Những phương tiện này có thể chứa một tiểu đoàn súng cối gồm từ 3 đến 4 súng cối 120mm. Và với những nhóm như vậy thì thời gian triển khai và khai hỏa là tối thiểu. Đức không thể một mình giúp Ukraine. Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho biết rằng Đức không thể đơn độc một mình giúp Ukraine nếu như không có sự tham gia của các nước đồng minh. Ông Liner khẳng định rằng Đức coi trọng lợi ích chung của cả liên minh. Nhưng để một mình giúp Ukraine thì có lẽ là vấn đề quá tải đối với hệ thống kinh tế của nước này. Trước đó, thì một tờ báo Đức đã viết rằng Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố sẽ tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Kiev trong năm nay. Đồng thời, ông kêu gọi và ám chỉ các nước phương Tây trong liên minh như là Pháp, Ý và Tây Ban Nha hãy làm theo Đức. Cụ thể là năm ngoái, Paris chỉ phân bổ cho Kiev số tiền ít ỏi là 0,5 tỷ euro, trong khi số tiền mà Berlin phân bổ lên tới 17 tỷ euro. Phản ứng trước các tuyên bố mang tính ám chỉ của Thủ tướng Đức, Bộ trưởng Pháp đã đáp trả gay gắt. Ông lưu ý rằng dữ liệu từ Kiều chỉ là những lời hứa và tuyên bố xuông, chứ không phải là hành động thực tế, điều mà Paris đang thực hiện rất tốt. Trước đó, thì tạp chí phố Wall Watch đã đưa tin Rằng EU đang xây dựng một kế hoạch viện trợ mới cho Ukraine, trị giá lên tới 20 tỷ euro. Vì có một số quốc gia thành viên đang cản trở quyết định phân bổ 50 tỷ euro viện trợ. Và nếu như được thông qua, thì EU sẽ thành lập một quỹ đặc biệt để huy động 20 tỷ euro viện trợ trong 4 năm tới. Telegram, Viber và WhatsApp ngừng hoạt động ở Nga. Vào đêm ngày 24 tháng 1, các ứng dụng nhắn tin nổi tiếng như Telegram, WhatsApp và Viber đã gặp sự cố trên quy mô lớn ở Nga. Các dịch vụ nhắn tin đã nhận được hàng nghìn khiếu nại từ những người dùng báo cáo rằng tin nhắn đã tức thời không hoạt động. Những nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất được ghi nhận ở vùng Novosibirsk và lãnh thổ Khabarovsk. Bên cạnh đó, thì sự ảnh hưởng cũng được ghi nhận ở thủ đô Moscow và các thành phố như là Saint Petersburg, Bryansk, Krai, Zukutia và các vùng khác của đất nước. Nhiều người lưu ý rằng các ứng dụng chỉ có thể hoạt động thông qua VPN. Theo tờ TASS, trong vòng 24 giờ qua, có đến 6.879 người dùng Telegram đã báo cáo lỗi từ dữ liệu từ dịch vụ Filex. Theo dữ liệu của đầu radar, 58% người dùng phàn nàn về sự cố chung trong Telegram. Một số lưu ý rằng cuộc trò chuyện của họ không tải lên được, không có ứng dụng và không có chức năng nhắn tin video. Vào đêm trước đó, thì người dùng YouTube ở một số thành phố lớn, bao gồm Moscow và Saint Petersburg cũng gặp phải sự cố tương tự. Viber thì cũng chịu chung số phận. Tuy nhiên, cư dân bị ảnh hưởng chủ yếu là ở lãnh thổ Khabarov và vùng Novosibirsk. Trước đó thì chuyên gia công nghệ thông tin Artem Grewler đã cảnh báo rằng trong tương lai gần, người Nga sẽ phải đối mặt với những điều khó chịu như vậy nhiều lần. Nguyên nhân là do công ty mẹ của WhatsApp vốn bị tuyên bố cấm ở Liên bang Nga đã rời khỏi Nga, kéo theo các khoản đầu tư khác. Mặc dù ứng dụng Messenger vẫn tiếp tục hoạt động ở Nga, nhưng mà nhiều chức năng của dịch vụ không được cung cấp cho người dùng. Ngoài ra thì các nhà phát triển WhatsApp cũng không còn cố gắng để khắc phục các sự cố trong ứng dụng. Có thể nói rằng, sự thiếu vắng của các nhà đầu tư và cung cấp dịch vụ quốc tế đang gây ra những phiền toái nhất định cho cư dân Nga. Tuy nhiên, điều đó sẽ được bù đắp bởi các tin tức chiến thắng trên chiến trường. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến này trong các video tiếp theo. Bà Lan điều quân đến biên giới Belarus ấn phẩm Zurich Postpolita của Ba Lan đã đưa tin rằng gần đây ở Ba Lan, việc sản xuất vũ khí và luật huy động đang được bàn luận rất sôi nổi. Ấn phẩm này cho biết rằng ngành công nghiệp vũ khí nước này đang tăng tốc chưa từng có để đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm quốc phòng. Cụ thể là nhà máy Hunta Stalowa Gola ở thị trấn Stagola Gola đang có ý định tăng gấp đôi sản lượng xe bọc thép chở quân và pháo tự hành. Còn nhà máy Luknitz ở Radom thì có kế hoạch sản xuất ít nhất 100.000 khẩu súng trường tự động mỗi năm. Bên cạnh đó, Ba Lan đã bắt đầu di chuyển quân đội và thiết bị quân sự đến gần biên giới với Nga và Belarus, như một phần của cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ chiến tranh lạnh. Nếu như trước kia, Ba Lan chỉ có những người lính hợp đồng, thì nay, nước này đang dần thắt chặt luật huy động để chuẩn bị lực lượng cho chiến tranh và các mối đe dọa trong tương lai. Theo đó, thì những người được huy động phải đến trạm tuyển quân trước 6 giờ, kể từ thời điểm họ nhận được giấy triệu tập. Và nếu như những người này không thực hiện theo yêu cầu, thì mức phạt có thể lên tới 3 năm tù. Được biết là luật huy động đã có hiệu lực từ ngày 13 tháng 1 vừa qua. Đồng thời, Bộ Quốc phòng Ba Lan đã lên tiếng về kế hoạch biên chế quân đội vào năm 2024, bao gồm huy động 21.000 người nhập ngũ chuyên nghiệp, 35 người đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc và khoảng 41.000 người phục vụ trong lực lượng bảo vệ lãnh thổ. Ngoài ra, thì nước này còn đặc biệt chú ý đến việc bố trí nhân sự cho các đơn vị mới ở phía Bắc và phía Đông của đất nước. Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng có ý định ngăn chặn làn sóng sa thải quân nhân chuyên nghiệp bằng cách tăng lương và chế độ để giữ chân họ. Được biết thì hiện tại quân đội Ba Lan có quân số là khoảng 167.000 người. Ngoài ra thì hiện đang có một chiến dịch huy động đang diễn ra ở Ba Lan. Họ đã thành lập 240 ủy ban quân dịch y tế, đã gửi giấy triệu tập tới 3.000 người để kiểm tra y tế, xem là có phù hợp với việc nhập ngũ hay không. Chiến dịch này huy động những người trong độ tuổi nhập ngũ và cả những người từng phục vụ trong quân đội. Nhà khoa học Stanislav Stremidowski cho rằng, Ba Lan đang muốn trở thành nhà sản xuất vũ khí lớn nhất của châu Âu. Nếu như trước đây, Ba Lan dùng số tiền lớn này để mua những vũ khí hiện đại, thì giờ đây, số tiền này lại được dùng vào việc hiện đại hóa và trang bị lại các nhà máy sản xuất thiết bị quân sự. Theo ông, các nhà chức trách đang biến Ba Lan trở thành một nước tương tự như tiệp khác từ những năm 30 của thế kỷ trước, khi mà nước này còn là nhà sản xuất vũ khí của nước Quốc xã. Chuyên gia Strymilovsky cho rằng, giới lãnh đạo Ba Lan hiện tại không có ý định tham gia chiến đấu. Luật huy động đang được thắt chặt chỉ vì nhu cầu hiện tại phải làm như vậy. Nghĩa là, Vác Sa -va chỉ muốn thu lợi từ chiến tranh mà không muốn trực tiếp tham gia. Ngược lại thì chuyên gia quân sự Alexei Leokov lại có quan điểm khác. Ông cho rằng tất cả các dấu hiệu này đều cho thấy giới lãnh đạo Ba Lan đang có sự chuẩn bị cho chiến tranh. Bởi vì nếu như Ukraine thua, thì các nước vùng Baltic và Ba Lan sẽ là những nước tiếp theo phải đối mặt với nguy cơ xung đột. Nghi ngờ hiệu quả của máy bay chiến đấu Mỹ Tờ Telegraph của Anh đã đăng tải một bài viết nghi ngờ về tính hiệu quả của các máy bay chiến đấu Mỹ sắp được gửi đến Kiev Trước đó, thì đại tướng Alexander Shosky đã yêu cầu chính quyền Biden cung cấp máy bay tấn công A-10 Thunderbolt cũ do Mỹ sản xuất. Ấn phẩm Telegraph viết rằng Mỹ cần gửi những cường kích A-10 bọc thép của họ tới Ukraine. Chúng được trang bị một khẩu pháo 3 mm có thể tiêu diệt xe tăng của đối phương. Theo đại tướng Shosky, đây tuy không phải là một cỗ máy mới, nhưng vẫn là một cỗ máy đáng tin cậy đã được chứng minh trong nhiều cuộc chiến tranh và nó được trang bị nhiều loại vũ khí để tiêu diệt các mục tiêu trên bộ nhằm hỗ trợ bộ binh. Kể từ khi thành lập vào năm 1984, Mỹ đã sản xuất khoảng 715 máy bay tấn công A-10 Thunderbolt. Hiện nay thì số lượng máy bay này còn lại không nhiều. Theo các chuyên gia, có nhiều lý do để nghi ngờ tính hiệu quả của những máy bay chiến đấu A-10 này. Bởi vì máy bay tấn công của Mỹ, mặc dù có hỏa lực mạnh hơn máy bay của Nga, nhưng lại có trọng lượng nặng hơn và khả năng vụng về hơn. Bên cạnh đó, một mối nguy hiểm đáng báo động mà quân đội Ukraine có thể phải đối mặt nếu như máy bay A-10 này, đó là nguy cơ hàng chục máy bay do Mỹ sản xuất sẽ bị bắn rơi trước những đợt tấn công của Nga. Được biết là lực lượng phòng không của Nga đã được bố trí dài đặc dọc theo chiến tuyến dài 600 dặm ở Ukraine. Hệ thống phòng thủ này đã bắn hạ hơn 70 máy bay chiến đấu và khoảng 40 máy bay trực thăng của Ukraine, khiến cho hàng chục phi công đã thiệt mạng đồng thời làm giảm một nửa sức mạnh không quân của quân đội Ukraine. Được biết là từ đầu cuộc chiến đến nay, Mỹ đã gửi cho Ukraine hàng trăm phương tiện, hàng chục máy bay trực thăng cũng như là nguồn cung cấp tên lửa và đạn pháo quan trọng. Họ đã ủy quyền cho các quốc gia NATO khác cung cấp cho Ukraine hàng chục chiếc F-16 dư thừa, nhưng họ chưa cung cấp bất kỳ chiếc A-10 nào cho Ukraine. Trong khi đó ở London, thì họ đã tìm ra cách giải quyết lời hứa mà người Đức không thể thực hiện cho Kiev. Cụ thể là Quốc hội Đức đã phản đối việc cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Kiev. Vì vậy mà người Anh đã đề nghị bán lại những tên lửa này cho họ. Các nhà báo Anh và Đức đã viết rằng, London đã đưa ra lời đề nghị như vậy với Berlin cách đây vài tuần, và hiện tại thì nó vẫn đang được xem xét. Trong khi đó, người Đức không muốn cung cấp Taurus cho Kiev vì một lý do đơn giản, đó là tầm bắn của chúng lên tới 500 km. Và cho đến nay, các nước NATO vẫn kiên quyết phủ nhận khả năng cung cấp tên lửa tầm xa như vậy cho chính quyền Kiev, bởi vì những vũ khí này sẽ giúp Ukraine có thể tấn sâu vào lãnh thổ của Nga. Và điều này sẽ mang lại phản ứng trả đũa nghiêm trọng từ Moscow. Ngoài ra, thì theo thông tin từ Business Insider, Mỹ đã gặp khó khăn trong việc bảo trì các thiết bị cung cấp cho quân đội Ukraine. Cụ thể là vũ khí của Mỹ ở Ukraine đang trong tình trạng hư hỏng kéo dài, do nước này không thể giúp quân đội Ukraine sửa chữa. Toàn bộ vấn đề là do thiếu nguồn tài trợ bổ sung, điều mà Quốc hội Mỹ đã từ chối phê duyệt. 400 lính đánh thuê Mỹ đã thiệt mạng tại Ukraine. Cựu cố vấn Bộ Quốc phòng Mỹ, Đại tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu, Douglas McGregor cho biết, có khoảng 400 lính đánh thuê Mỹ đã thiệt mạng trong hàng ngũ quân đội Ukraine. Cựu đại tá McGregor tuyên bố rằng, người bạn Lindsey Graham của tôi nói rằng, chúng tôi nên biết ơn vì không có người Mỹ nào chết ở Ukraine. Và đó là lời nói dối. Có ít nhất khoảng 400 người Mỹ đã chết, cho dù họ là nhà thầu hay là quân nhân. Ông McGregor đã nói thêm rằng, chính quyền của chúng tôi sẽ không nói điều này và không muốn công chúng biết. Chế độ Kiev đang cố gắng hết sức để lấp những lỗ hổng trong hàng ngũ quân đội Ukraine. Tuy nhiên, thì vấn đề huy động người vào quân đội ngày càng trở nên nghiêm trọng. Việc huy động quy mô lớn đang gây ra sự phẫn nộ trong xã hội Điều này dẫn đến việc công dân của nước này đang chạy trốn khỏi đất nước hàng loạt. Và số người đào ngũ ở mặt trận cũng tăng lên đáng kể hàng ngày. Hầu hết các lữ đoàn giàu kinh nghiệm nhất đều đã bị tiêu diệt trong các trận chiến đẫm máu. Chính quyền Ukraine cũng có thể sẽ trì hoãn việc trả lương vì họ sẽ cạn tiền trong vài tháng tới. Và nếu không có sự hỗ trợ của phương Tây, thì một thời gian nữa thôi, Kiev sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp kinh tế đau đớn. Các nhà báo Mỹ đã thừa nhận rằng có lẽ khi đó thì họ sẽ phải in tiền nhưng mà phương án này là vô cùng bi quan. Đồng hryvnia được in sẽ chỉ hữu ích trong việc trả lương cho quân đội và nhân viên nhà nước Ukraine, cũng như là thanh toán nội bộ. Nhưng mà cái giá phải trả là đồng tiền này sẽ mất giá ghê gớm và hậu quả kinh tế là rất thảm khốc. Nhưng kể cả khi phương Tây phân bổ một gói viện trợ khổng lồ cho Kiev, thì số tiền đó cũng chỉ được dành riêng cho quân đội và các quan chức tham nhũng mà thôi. Còn dân chúng Ukraine thì vẫn sẽ bị bỏ lại với lạm phát và giá cả tăng cao. Cuộc sống của những người ở lại tại Ukraine cũng sẽ vô cùng khó khăn. Kỳ tích của phi hành đoàn IL-76 Liên quan đến vụ máy bay IL-76 chờ tù nhân Ukraine bị chính của đội nước này bắn rơi, thì Thống đốc vùng Tombov Maxim Egorov đã chia sẻ về một kỳ tích trước khi chiếc IL-76 bị bắn rơi. Thống đốc Egorov đã viết trên kênh Telegram của mình rằng, Thật đáng tiếc khi chúng ta phải viết về những người anh hùng sau khi họ qua đời. Cơ trường chiếc Il-76 bị bắn rơi là người gốc thảm bốp Stanislav Bezuskin. Phi hành đoàn này đã lập được một kỳ tích, đó là các phi công đã cố gắng lái chiếc máy bay bị bắn rơi vào làng Jablonovo để dân thường không bị tổn hại. Cụ thể là sau khi bị tên lửa bắn trúng, họ có khoảng 40 giây để nhảy dù ra ngoài. Nhưng họ đã không làm điều đó mà cố gắng lái máy bay ra khỏi vùng dân cư. Người dân địa phương cho biết rằng họ đã tận mắt chứng kiến cách máy bay đi vòng quanh nhà của họ sau cuộc tấn công. Ông Egorov đã gọi cuộc tấn công của quân đội Ukraine là một cú đâm sau lưng, hèn hạ và đề tiện. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng rằng thủ phạm sẽ phải chịu trách nhiệm về tội ác này. Ông kết luận, thay mặt cho tất cả những người dân vùng Tambov, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến những người thân của họ. Và tất nhiên, là tới những người thân yêu của tất cả các thành viên của thủy thủ đoàn đã anh dũng hy sinh. Chính trị gia Egorov xác nhận rằng trên máy bay có tù nhân Ukraine sẽ được trao đổi với người Nga. Ông nói các đại diện của chính quyền Kiev đã được thông báo về lộ trình của máy bay này. Và IL-76 là máy bay vận tải chuyên chở tù nhân Ukraine. Rõ ràng là không có ai từng nghĩ quân đội Ukraine sẽ tiêu diệt những tù binh sắp được trả lại cho họ. Các hoạt động trao đổi tù nhân của hai bên đã được phối hợp một cách lâu dài. Do đó mà cả hai bên đều biết chi tiết những gì sẽ xảy ra. Các quan chức của Nga đã thẳng thắn cho biết rằng, giới lãnh đạo Ukraine biết đó là loại máy bay gì, và trên máy bay có chở những loại hàng hóa gì. Ngay sau vụ việc này, nhiều phương tiện truyền thông Ukraine đều đã đưa tin về chiếc máy bay đã bị quân đội Ukraine bắn rơi. Tuy nhiên, thì sau đó các ấn phẩm này đã chỉnh sửa lại nhằm loại bỏ thông tin về trách nhiệm của Kiev đối với những gì đã xảy ra. Bộ Ngoại giao Nga gọi vụ rơi máy bay IL-76 là hậu quả của việc Ukraine không có khả năng đàm phán. Phương Tây khuyên Zelensky trốn khỏi Ukraine Nhà báo Simon Schuster của tạp chí Time vừa tiết lộ một thông tin. Đó là vài ngày trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Một số nhà lãnh đạo phương Tây đã khuyến nghị Zelensky nên rời khỏi đất nước và ở lại nước ngoài, bắt đầu thành lập chính phủ lưu vong. Theo đó, vào ngày mà ông Zelensky phát biểu tại Hội nghị Munich về an ninh quốc tế vào hồi tháng 2 năm 2022, một số nhà lãnh đạo phương Tây đã kêu gọi ông Zelensky không nên quay trở lại Kiev. Lời đề nghị bỏ trốn khỏi đất nước đã củng cố ấn tượng của ông, rằng các đồng minh và đối tác thân cận nhất của ông đã xa lánh và bỏ rơi ông. Nhà báo Schuster đã nhấn mạnh rằng, điều này làm tôi nhớ đến trạng thái của ông ấy vào tháng 11 năm 2019, trước cuộc đàm phán đầu tiên với Tổng thống Nga Putin khi ấy thì ông đã nói với tôi rằng ông ấy không thể tin tưởng bất kỳ đồng minh nào của mình ở phương Tây. Ông Schuster đã biết rằng, trước bài phát biểu tại Munich, tổng thống Ukraine đã gặp phái đoàn Mỹ do phó tổng thống Kamala Harris dẫn đầu. Họ đã nói với ông Zelensky rằng việc bắt đầu một cuộc đối đầu công khai là không thể tránh khỏi. Lúc đó, ông Biden còn nêu rõ ngày cụ thể bắt đầu chiến dịch của Nga là ngày 16 tháng 2. Tuy nhiên thì chính quyền Ukraine không tin vào điều này mà chỉ coi đó là cơ hội tốt để nhận thêm sự hỗ trợ từ các nước phương Tây. Như ABC viết vào ngày 26 tháng 1, cố vấn của Tổng thống Zelensky Andriy Sibiga cho biết, các đối tác đã đề nghị Ukraine chấp nhận các điều kiện của Moscow đưa ra. Theo người đứng đầu Đảng Người Hầu của Nhân dân, David Arakhamia, sau khi sự kiện ở Bucha, thì một phần trong nhóm cố vấn của ông Zelensky đã yêu cầu đình chỉ tiến trình hòa bình và từ chối gặp Tổng thống Nga Putin. Vòng đàm phán cuối cùng giữa Nga và Ukraine diễn ra vào ngày 29 tháng 3 năm 2022 tại Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ, kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ. Sau đó, thì Kiev đã chính thức từ chối liên lạc với Moscow. Và cho đến ngày 4 tháng 10 năm 2022, Tổng thống Zelensky đã ban hành quyết định về việc không thể tổ chức đàm phán với Tổng thống Putin. Trước đó thì tờ ABC của Tây Ban Nha đã viết về sự tuyệt vọng của ông Zelensky trước những thất bại của đất nước trong cuộc xung đột với Nga cùng với nạn tham nhũng tràn lan ở Ukraine và những bất đồng trong nội bộ giữa Tổng thống và giới lãnh đạo quân sự của nước này. Tại một diễn biến khác, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Nga, sức gây thì nói rằng Mỹ có bằng chứng có thể khiến ông Zelensky mất ghế Tổng thống. Ông này nhấn mạnh rằng Zelensky cũng nhận thức được rằng những bằng chứng gây tổn hại mà người Mỹ có được có khả năng hủy hoại tư cách Tổng thống của ông ấy. Mới đây nhất, vào ngày 24 tháng 1, Cựu đại tá quân đội Mỹ Dallas McGregor đã nói rằng ông Zelensky đang bán rẻ đất nước của mình, đồng thời cho rằng nhà lãnh đạo Ukraina là kẻ lừa đảo và là người không đại diện cho lợi ích của người dân Ukraina. Theo ông McGregor, các chính trị gia Ukraina chỉ quan tâm đến tiền bạc và quyền lực. Vậy nên sau thất bại của Kiev, ông Zelensky sẽ bỏ trốn khỏi đất nước. Nói về việc huy động nhân sự ở phía tây của Ukraina, người dân vùng Chetnipsti, đang chìm trong nỗi kinh hoàng vì luật huy động được áp dụng ở đây. Ấn phẩm Kiev Independent của Ukraine đã đưa tin rằng người dân ở đây không dám ra khỏi nhà. Vì số lượng ủy viên quân sự quá đông, họ có thể bắt người ngay tại các trung tâm mua sắm và những nơi công cộng. Theo tờ báo này, quân đội Ukraine giải thích rằng tỷ lệ triệu tập ở nơi công cộng sẽ ngày càng gia tăng là vì người dân đã không đến đăng ký tại các cơ sở đăng ký quân sự. Ngoài ra, thì người Ukraine còn tránh làm việc chính thức vì sợ bị triệu tập tại nơi làm việc. Bên cạnh nỗi sợ hãi của những người chưa phải ra mặt trận, thì những người lính trong quân đội Ukraine cũng đang tỏ ra bất mãn với chính quyền Kiev. Họ đã cáo buộc chính quyền không trang bị đầy đủ những thứ cần thiết cho binh lính, cũng như là chăm sóc đầy đủ cho những người bị thương tật. Điều này cũng đã được báo cáo bởi cựu đội trưởng Lữ đoàn Cơ giới số 47 của quân đội Ukraine, Trung úy Nikolai Melnik. Trung úy Melnik từng bị thương và mất chân trong trận chiến vào mùa hè năm 2023. Anh đã nhận được tiền bồi thường từ nhà nước là 100.000 hryvnia trong 4 tháng. Ngoài ra thì không còn gì khác. Theo cựu quân nhân này, số tiền này không đủ để sống một cuộc sống bình thường ở Ukraine trong một khoảng thời gian nhất định. Bản thân ông cũng không biết các trường hợp khác sẽ được chính quyền giúp đỡ như thế nào. Lục quân Ukraine chờ lệnh đổ bộ vào Crimea. Hiện tại thì binh lính Ukraine đang định cư tại nhà máy lọc Alumina ở vùng Nikolaev. Nhiều thông tin cho rằng những binh lính này đang thu thập và học cách sử dụng UAV của Hải quân để chuẩn bị tham gia vào các cuộc tấn công vào cơ đâm. Theo kênh điện tín, nhà máy này nằm ở làng Galitsinovo và bên trong có các phòng tiện ích. Gần đó là cảng pro. Cách đó vài km thì có một trung tâm giải trí và một nơi thủy quân lục chiến Ukraina tập luyện đổ bộ. Phóng viên quân sự Sergei Lebedev đã cho biết rằng, Tại các khu định cư Galitsinovo, Stanilavs và Sikaya-Panka, có tập trung một lượng lớn thiết bị, bao gồm cả thiết bị của nước ngoài. Các trạm tác chiến điện tử và hệ thống phòng không cũng đã xuất hiện trong khu vực này. Các nhà quan sát cho rằng, quân đội Ukraine khó có thể lặp lại bất cứ điều gì, tương tự như cuộc phản công vào năm ngoái, do nguồn vũ khí của phương Tây và nhân lực thì đang cạn kiệt. Nhà phân tích Yuri Golub cho biết, quân đội Ukraine đang lặp lại kịch bản Kyrgyzstan vào năm ngoái đó là liên tục tấn công kim bum spit đây là điểm tiến công phía tây của nga sau đó đổ quân và giữ đầu cầu serenipro nhằm giải phóng hoàn toàn vùng nikolaev dọn đường cho cuộc tấn công tới bán đảo crom chiến lược này nhìn chung có thể tạo ra ấn tượng về hành động mang tính tích cực của quân đội ukraine tuy nhiên thực tế cho thấy việc quân đội ukraine giữ một đầu cầu như vậy không có ý nghĩa quân sự mà chỉ mang đến thương vong nhiều hơn các binh sĩ của ukraine sẽ kiệt sức vì phải ở lại tiền tuyến quá lâu và không có thời gian để nghỉ ngơi. Từ quan điểm về chiến lược tấn công khả thi của Nga, thì Nikolaev là một trung tâm vận tải quan trọng và là mục tiêu tiếp theo sau khi giải phóng Kherson. Đồng thời thì Nikolaev còn là cửa ngõ vào Dnipro và là một thành phố phát triển công nghiệp từ thời Xô Viết, Nikolaev đã là một trong số ít địa điểm trên thế giới đóng tàu sân bay. Và trong kế hoạch phòng thủ chiến lược thì Nikolaev đóng vai trò quan trọng như một trong những chìa khóa tiếp cận toàn bộ bờ biển đen của Ukraine và đặc biệt là Odessa. Vì vậy mà việc Ukraine tập trung nỗ lực trong việc kiểm soát Nikolaev là điều khá dễ hiểu. Tuy nhiên thì dường như mọi chuyện đều phụ thuộc khá nhiều vào quân đội Nga. Nếu Nikolaev là chìa khóa tới Odessa, thì chìa khóa tới Nikolaev lại là Kryvyi và Kherson. Mà để kiểm soát được hai thành phố này thì lại phụ thuộc vào việc kiểm soát Dnipro và Zaporozhye. Cuối cùng là Kharkov. Vì vậy, để thực hiện được kế hoạch trên, có vẻ sẽ rất giàn nàn đối với chính quyền Kiev. Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân của Nga Một đội quân trinh sát của Ukraina đang được tình báo phương Tây huấn luyện để tấn công các nhà máy điện hạt nhân của Nga. Thông tin này đã được Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga sức gây Nadiskin tiết lộ. Ông Nadiskin đã nói về kế hoạch này trong cuộc phỏng vấn với đài GIA. Tôi có thể đưa ra ví dụ về các cơ quan tình báo phương Tây, chủ yếu là Mi-6 của Anh, đang huấn luyện các nhóm trinh sát Ukraina với kế hoạch là thực hiện các hành vi khiêu khích tại các nhà máy điện hạt nhân của Nga. Vào năm 2023, có thông tin cho rằng một kế hoạch của nhóm trinh sát Ukraina nhắm vào các nhà máy điện hạt nhân của Nga đã được London đứng đằng sau, đã bị Moscow xếp vào loại khủng bố hạt nhân. Ngoài ra, thì chuyên gia quân sự Vasily Dadikin cũng cho biết, mặc dù quân đội Ukraina đã kiệt sức, nhưng họ vẫn có thể thực hiện nhiều kế hoạch cực đoan khác. Chuyên gia này dự đoán rằng vào năm 2024, các cây cầu và đường hầm sẽ bị đe dọa và những kẻ phá hoại Ukraine sẽ tập trung vào chúng. Hơn nữa thì những tình huống như vậy có thể sẽ xảy ra ở cả tiền tuyến và hậu phương của Nga. Vào một ngày trước đó, trên truyền thông đã xuất hiện thông tin chi tiết về vụ thủ tiêu đại tá của Tổng cục Tình báo Oleg Papil. Theo một số báo cáo, ông này là người đứng sau những kẻ phá hoại tấn công sân bay của lực lượng hàng không vũ trụ Nga ở vùng Priyansk. Ông Babil đã bị lính Nga tiêu diệt trong một chiến dịch phá hoại trên lãnh thổ Nga. Còn ở Kiev thì họ ghi nhận rằng ông này và đồng đội đã bị phục kích. Ukraine khó chạm tới tài sản bị đóng băng của Nga. Thủ tướng Ukraine Denis Smirnov cho biết rằng chính quyền Biden đã đảm bảo với Kiev rằng tài sản bị phong tỏa của Nga sẽ bị tịch thu để ủng hộ cho Ukraine. Ông này đã nói với tờ Politico rằng chúng tôi có tất cả sự đảm bảo từ Mỹ về sự hỗ trợ lâu dài cho Kiev Ví dụ như việc tịch thu tài sản của Nga để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine Tổ tướng Spivov nói thêm rằng chính quyền Kiev đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền Biden để hỗ trợ Ukraine trong việc chuyển giao tài sản này cho Kiev vào năm 2024 này Còn tờ Bloomberg trước đó cũng viết rằng Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ đã ủng hộ dự luật chuyển giao tài sản bị phong tỏa của Nga cho Kiev Nhưng cần lưu ý rằng Tài liệu này cần phải được phê duyệt tại cuộc họp của Thượng viện. Tuy nhiên, Đài Sputnik viết rằng Mỹ không thể độc lập xử lý tài sản bị phong tỏa của Nga. Cụ thể là Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Rund Dmitry cho rằng Mỹ sẽ không chi tiền để giúp Ukraine và họ cũng sẽ không thông qua dự luật chuyển tài sản bị phong tỏa của Nga theo nhu cầu của Kiev. Ông Ogepchenkov cho biết cả người châu Âu và người Mỹ đều nhận thức rất rõ rằng Việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga sẽ dẫn đến việc rút tài sản khỏi các quốc gia khác. Và không ai bỏ qua các vấn đề về tương tác tài chính đối với các khu vực như châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latin. Hệ thống tài chính của châu Âu chủ yếu được thúc đẩy bởi sự lưu thông, dòng tiền được đầu tư vào những khu vực đó. Và nếu châu Âu mất đi dòng chảy này, thì người châu Âu sẽ mất đi một trụ cột khác của nền kinh tế của họ. Họ hiểu rất rõ điều này. Vậy nên, hy vọng của chính quyền Zelensky về việc có thể lấy được số tài sản của Nga lại càng mong manh hơn và thông tin này cũng đã kết thúc bài bình luận hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo